Ở video này thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn cách viết đoạn văn nghị luận văn học rơi khoảng tầm 150 đến 200 chữ. Trong cái phần đề minh họa ấy, và trong chương trình mới, ngay từ lớp 10 và lớp 11, các bạn đã làm quen với viết đoạn văn nghị luận văn học 200 chữ rồi. Thế nhưng mà có viết hay được nó hay không thì chưa biết. Viết được điểm tuyệt đối hay không thì cũng chưa biết là các bạn đang rơi ở cái điểm nào. Tuy nhiên đầu tiên để chúng ta có thể đạt được điểm cao thì chúng ta cần phải bước qua những cái cấu trúc về bước qua cái cấu trúc của nó đã, cần phải nắm được cái cấu trúc của nó. Như kiểu là mình muốn thái thịt ấy, thì mình cần phải biết cách cầm dao, biết thế nào là dao cồn, thế nào là dao sắc, để biết cầm thế nào là cắt, cái chỗ nào là cắt, cái chỗ nào là mặt trên, đúng không ạ? Ông lại cứ cho mặt trên và ông cắt thì không thể nào có thể cắt được đâu, đúng không? Cầm sai cách cũng như là chúng ta sai cấu trúc ấy thì chúng ta sẽ bị trừ điểm mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cấu trúc của đoạn văn nghị luận văn học 200 chữ nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có mở đoạn. Mở đoạn các bạn có thể dẫn dắt trực tiếp và dẫn dắt gián tiếp để nêu vấn đề. Nhưng quan trọng nhất của mở đoạn đó chính là nêu vấn đề. Còn viết như thế nào thì ở những video sau cô sẽ chia sẻ nhá. Trong vòng mấy cái phút như thế này làm sao mà chia sẻ hết được. Thứ hai đó chính là về thân đoạn. Thân đoạn thì đầu tiên, ví dụ như người ta cho các bạn là viết về đặc điểm của nhân vật thần thoại thì đầu tiên các bạn sẽ nói cho họ là thể loại thần thoại để làm gì, và nghĩa là nêu nét đặc sắc của thể loại. Và sau đó là các bạn sẽ nêu cụ thể về nhân đặc trưng của nhân vật này và những cái yếu tố xoay quanh đến yêu cầu của đề. Được chưa ạ? Ví dụ như là trong đề minh họa ấy, người ta cho các bạn đó chính là viết đoạn văn nghị luận 200 chữ để làm rõ đặc điểm của nhân vật thần thoại. Trong văn bản thần mưa thì các bạn thấy rằng trong 3 gen chấm điểm ấy, người ta ghi rất rõ các bạn đó chính là ý thứ nhất, nhân vật thần thoại là một vị thần có ngoại hình và hành động phi thường. Thì đấy chính là ý thứ nhất. Nhưng trước khi mà các bạn về ý một này, bạn cho người ta biết là thể loại thần thoại, nghĩa là nhân vật thần thoại nghĩa là như thế nào, và thể loại thần thoại mục đích là để làm gì, thì nó sẽ bài viết của bạn nó sẽ sâu sắc hơn. Nếu như mà cho về đoạn văn nghị luận xã hội ấy, thì nó không khác gì cái phần giải thích cả. Vậy thì khác với phần nghị luận xã hội thì cái ý đầu tiên này mình sẽ nêu nét đặc sắc của thể loại, được chưa ạ? Nha, rồi, nét đặc sắc của thể loại hay còn gọi là đặc trưng của thể loại. Và sau đó là các bạn sẽ nêu các ý từng đặc điểm, người ta yêu cầu bạn viết đặc điểm gì thì bạn viết đặc điểm đấy ra. Như trong đây là nhân vật thần thoại là người có ngoại hình này và hành động phi thường. Đấy chính là ý thứ nhất. Ý thứ hai là có khả năng biến hóa khôn lường và có thể tạo ra mưa. Thì đấy chính là cái đặc trưng, cái đặc điểm của nhân vật thần thoại trong văn bản thần mưa. Đấy chính là ý thứ hai. Và ý thứ ba đó chính là cái đặc điểm của nhân vật này sẽ góp phần thể hiện chủ đề của văn bản. Thì đấy chính là ý thứ ba. Vậy thì trong đoạn văn nghị luận văn học mình sẽ có 4 ý. Ý thứ nhất là mình sẽ nêu nét đặc sắc của thể loại hay nét đặc trưng của cái vấn đề người ta hỏi mình. Và mình sẽ có 3 ý để bàn luận, nêu cho cái vấn đề mà người ta hỏi. Và ý thứ tư là mình sẽ nêu cái góp phần làm nổi bật cái chủ đề của văn bản hay cũng như là thể loại của văn bản. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi kết đoạn. Và trong cái quá trình mà chúng ta viết, trong quá trình mà chúng ta bàn luận thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái lý lẽ, đưa ra những cái bằng chứng, đưa ra những cái liên hệ để làm nổi bật cho những nội dung mà mình viết.